Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều ngày 24 tháng 3 năm 2020, và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Quyền Trân Công Chúa, một con đường cặp phía sau dinh Norodom, cũng là dinh Độc Lập ngày nay đó. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành nè. Và sau lưng chúng ta đó là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng là Hồng Thập Tự ngày nay ngày xưa. Và con đường này ngày xưa rất là có tiếng ở Sài Gòn, và ngày nay thì con đường này rất là đẹp ha, rất là mát, với hàng cây cây to. Và hôm nay Sài Gòn chúng ta có một cái lệnh, đó là tất cả những hàng quán, nhà hàng, massage, karaoke, spa, phòng gym, nói chung là những cái dịch vụ nào mà có sức chứa khoảng 30 người thì tạm thời ngưng hoạt động cho đến cuối tháng, cho đến 31 tháng 3 năm 2020, để mọi người chung tay phòng chống cái đại dịch này. Và hôm nay thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị và các bạn muốn nhìn lại căn nhà số 42 đường Hoàng Diệu, thì chúng ta sẽ xuất phát từ đây đi qua các con đường ngang chợ Bến Thành, đến Trần Hưng Đạo, qua cầu Ông Lãnh, rồi đến đường Hoàng Diệu, để mình có dịp nhìn lại căn nhà số 42 ha. Đối với đường Hoàng Diệu thì chắc có lẽ anh chị và các bạn cũng rất là quen thuộc, bởi vì con đường này em cũng có rất là nhiều video clip về con đường này đó. Đó là nằm ở bên khu vực quận 4 đó. Đường Hoàng Diệu ngày nay rất là đẹp, đường rất là lớn. Ở đoạn Quyền Trân Công Chúa này bán rất là nhiều đồ thể thao, dụng cụ thể thao đó. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rất là vắng. Hầu như tất cả các ngành hàng ở Sài Gòn cũng như ở các nước thì hiện nay đang trong cái tình trạng gọi là đóng băng. Thì em cũng đang trên đường đi làm về, lúc nãy sẵn tiện gửi hàng hóa ở con đường Quyền Trân Công Chúa này nè, có một cái chành xe, có một nhà xe đi về Vũng Tàu đó, gửi laptop cho khách hàng ở Vũng Tàu đó, rồi sẵn tiện đường đi về nhà luôn, rồi tiện đường nữa lại chia sẻ cùng anh chị và các bạn một vài thông tin cũng như vài cung đường ở đây. Ở tường vẽ quá trời đó. Và đây là đường Nguyễn Du nè. Du đi thẳng hướng này là lên Lê Văn Duyệt ngày xưa, và cũng là cách mạng tháng 8 ngày nay đó. Và chúng ta đi qua đây là con đường Thủ Khoa Huân. Với con đường Thủ Khoa Huân này thì có một vài khách sạn đang trong quá trình, trong giai đoạn phong tỏa, như khách sạn Blue Diamond nè. Ô không, khách sạn kế bên Blue Diamond. Không thấy Gạo Trắng nè. Green Green Hotel đó. Nói chung bây giờ ở Sài Gòn có rất nhiều khu vực phải phong tỏa cách ly. Em cũng không có tiện đi bộ đi dẫn anh chị đi khám phá rõ hơn ha. Chỉ là những video clip chạy xe trên đường rồi đi làm tiện đường thôi. Chứ thật ra cũng mình cũng tuân theo cái lệnh của chính phủ, cũng hạn chế đi ra đường vì cộng đồng, vì gia đình, vì bản thân. Hy vọng là Sài Gòn chúng ta, Việt Nam chúng ta sẽ thoát khỏi cái cơn đại dịch này. Nó thấy rất là nhiều sạp ở chợ Bến Thành đã đóng cửa nè, không không còn hoạt động, từ vì bán không có được, không có khách nữa, có lẽ chợ đêm cũng không còn luôn á. Để tối nay em đi dạo đi ngang đây thử xem thế nào ha, rồi gửi bà con xem. Bà con đang kéo dây điện nè, người ta vẫn còn kéo dây điện, nghĩa là chợ đêm vẫn còn. Bây giờ ở Sài Gòn cũng như
ở các nước, ở các tỉnh thì hầu như kinh tế đang suy giảm, doanh thu đang giảm. Chúng ta quẹo qua đường Lê Lai nha, quẹo phải qua Lê Lai. Hy vọng là cơn đại dịch này sớm đi qua để em có thể dẫn anh chị và các bạn đi nhiều nơi hơn ở Sài Gòn, để chúng ta có dịp nhìn về con đường xưa, những quán ăn, những khách sạn, những con hẻm. Theo đường này là Phạm Hồng Thái nè, và đây là khách sạn New World, khách sạn 5 sao. Bây giờ 5 sao hay 6 sao hay là bao nhiêu sao thì nói chung cái nhu cầu của người ta vẫn đang trong cái tâm trạng gọi là hoang mang, lo âu, lo lắng. Bây giờ khuyến mãi cách mấy thì cũng không có thu hút được người ta đâu ha. Tâm lý chung mà. Bởi vậy rất là khó khăn. Đây là công viên 23 tháng 9, ngày xưa là trạm xe ga, nhà ga xe lửa đó. Và trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Thị Nghĩa. Bên phải là chúng ta sẽ đi về ngã 6 Phù Đổng. Đây có cái chung cư rất là xưa nè. Và hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi qua cầu Ông Lãnh. Đi thẳng thì lên ngã 5 Thái Bình, chợ Thái Bình, cặp bên khu B, công viên 23 tháng 9. Và chúng ta sẽ quẹo trái. Và đi thẳng hướng này, chúng ta sẽ đi lên cầu Ông Lãnh và đến giao lộ Hoàng Diệu. Chúng ta sẽ quẹo trái. Bây giờ Sài Gòn là giờ tan sở nè. Bây giờ tan sở rất là vắng, giống như Sài Gòn thập niên 90 vậy đó, không có nhiều xe, rất là nhiều cửa hàng đóng cửa này, các chị thấy không? Giờ này mà em đi dạo vòng vòng ngoài đường, nói chung đó là cái hiện tượng lạ đó, người ta nhìn mình dữ lắm. Nói chung mình cũng vì cộng đồng thôi, bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng. Tại vì sở dĩ Sài Gòn phải đóng cửa, ra lệnh đóng cửa những cái hàng quán, tại vì sắp tới sẽ có, nói chung là đỉnh điểm đó. Tại vì một trong những người bị nhiễm đó, hình như là người nhiễm thứ 91 thì phải, ông có lệnh cách ly, nhưng mà hình như ông đi nhà thờ, đi lễ đạo hồi thánh đường bên quận 8 đó, trong vòng 14 ngày mà ông đi tiếp xúc tới 60-70 lần đó. Nên thành ra sắp tới đây quận 8 rất là căng nè, không biết em có còn được đi lại nhiều nơi nữa hay không. Và đây đó là trường Minh Đức. Bây giờ có người nhiễm ở đâu thì nhà nước phong tỏa đến đó ha. Còn một người nữa đó là người, hình như là người Anh thì phải. Người này đi nhà hàng, đi quán bar ở trung tâm Sài Gòn đó. Nên thành ra những quán bar, hàng quán này bây giờ chuẩn bị phong tỏa nè. Quán nhậu bây giờ cũng ngưng luôn. Rồi chúng ta sẽ đi qua cầu Ông Lãnh ha. Qua cầu Ông Lãnh rồi mình sẽ quẹo trái đường Hoàng Diệu. Bởi vì buổi chiều này
lưu lượng xe cộ cũng hơi đông, nếu em chạy nhanh quá thì các anh chị cũng thông cảm nha. Bữa nay ai cũng tranh thủ chạy về hết á, chạy về nhà sau một ngày làm việc, nên mình cũng không trách họ được. Sự gì thời buổi này nguy hiểm lắm, không có chạy thông thả như bình thường đâu, người ta chạy ào 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 á. Bây giờ đa phần là cần thiết lắm thì mới đi ra đường thôi. Như em một ngày đi làm thì cũng chỉ đi làm đến công ty thôi. Công ty thì ăn uống thì nấu tại chỗ, nấu tại công ty ăn luôn. Rất ít đi ăn vặt ở ngoài như ngày trước nữa. Mong cũng cầu mong cho anh chị và các bạn lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe ha. Chúng ta ráng cẩn trọng trong những ngày này, vài tuần nữa thì chắc có lẽ cũng hết dịch rồi. Bây giờ tốt nhất là những người ý rồi, quá cho người bị nhiễm mà quá cho người phải nói chung là đến bác sĩ phải bó tay luôn. Tại đa phần em thấy đa phần người châu Âu là người lớn tuổi, dân số lớn tuổi nên người ta yếu, sức đề kháng yếu. Nếu mình quẹo phải là đường Khánh Hội ha, còn quẹo trái là đi ra đường Nguyễn Tất Thành, cũng là đường Trịnh Minh Thế ngày xưa. Cũng gần 6 giờ chiều đứng khoảng cách với người khác cho nó an toàn. Nhân em cũng xin cảm ơn đến tất cả của chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi video clip trong suốt những năm vừa qua. Có rất là nhiều địa điểm mà chúng ta đã đi qua, cũng hy vọng là anh chị cũng chia sẻ nhiều hơn để chúng ta có thể hiểu nhau hơn và mình cùng đi đến nhiều địa điểm hơn nữa. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Nguyễn Hữu Hào, bên cánh trái là chợ Hãng Phân và cái dãy ký túc xá, cái dãy cư xá ngày xưa nè, cư xá Khánh Hội nè. Không biết anh chị và các bạn có nhìn ra hay không. Có lẽ rất lâu rồi các anh chị chưa về Sài Gòn, thì hôm nay hy vọng thông qua video clip cũng dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng gần hơn với Sài Gòn nha. Mà những ngày này nếu mà chúng ta đang trong hoàn cảnh phải ở nhà thì mở TV lên xem Sài Gòn trực tiếp, giống như là chúng ta đi về Sài Gòn vậy đó. Ở đây theo hướng bên phải thì chúng ta sẽ đi về chùa Giác Nguyên đó, một ngôi chùa rất lớn ở khu vực quận 4 này. Và ở đây là trường trung học cơ sở Vân Đồn, trường Vân Đồn có lẽ trường xây sau này nhé. Và có rất nhiều building ở khu vực đường Hoàng Diệu này. Để em xem ở đây là số mấy rồi nha. Để hồi chúng ta chạy qua nó bị hố là mình sẽ khó quay lại. Số 42 thì có lẽ ở bên tay phải. Ở đây là giao lộ Vĩnh Khánh, phố ốc Vĩnh Khánh đó. Mà ngày nay chắc cũng lẽ đóng cửa luôn rồi. Một tuần lễ không làm việc, một tuần lễ rất nhiều người thất nghiệp. Để em xem cái đã nha, em xem địa chỉ ơi. Bên phải là 237 Hoàng Diệu.
ngày nay có đường, có đường cầu trong, có đường ăn uống về đêm ở quận Tư. Bên trái là số chẵn 192, à số lùi, mệt quá. À, rất là may mắn cho chúng ta, à, không phải tốn nhiều thời gian cho các anh chị. À, số lùi ha. À, ở đây bên phải thì bán đồ phụ tùng xe máy rất là nhiều luôn. À, sắp phía trước đó là con đường Đoàn Văn Bơ, là giao lộ Đoàn Văn Bơ và Hàng Diệu. Nhìn thấy những dãy nhà ở đây nè, à, ngày nay xây lại rất là mới, rất là đẹp. Bên kia là chùa Anh Linh. À, đây, à, ngược sáng rồi. À, chúng ta nhìn thấy không rõ hình ảnh của ngôi chùa. Chùa Anh Linh. À, ngôi chùa rất là cổ ở quận Tư. À, rồi ta tiếp tục ha. Thì ngày nay thì có cầu cao mét ngay chỗ con đường Đoàn Văn Bơ nè, bên cánh trái nè, lên cầu cao mét nè. Bên phải thì chúng ta sẽ đi về chợ Cầu Cống, đường Lê Văn Linh, chợ Lê Văn Linh đó. Không biết dạo này thì bên anh chị và các bạn như thế nào ha? Ở Sài Gòn đang rất là căng thẳng. Sài Gòn nói chung, nói riêng, Việt Nam nói chung. À, tới 100 rồi. Bên đây là giao lộ Lê Quốc Hưng. Bên phải thì chúng ta sẽ đi vào chợ Xóm Chiếu. Các cô chú anh chị chia sẻ thì ngay chỗ tòa nhà Đinh Lễ này, có Đinh Lễ này thì ngày xưa là cái nhà thương, nhưng mà không biết có phải không ha, tại vì em cũng không có rành ngày xưa cho lắm, đa phần là các thông tin anh chị và các bạn chia sẻ không à. Đó, và đây là con đường Nguyễn Trường Tộ đi về cầu Móng. Con đường Nguyễn Trường Tộ ngày nay thì rất là đẹp, rất là mát. Ngay góc Nguyễn Trường Tộ thì có cái nhà rất là xưa nè, ở đó có một cô bán khô mực ngay lề đường. À, có lẽ bên kia mình nhìn thấy không rõ rồi, không, mình nhìn một bên nha, rồi mình chạy xe bên kia sau. À, những dãy nhà bên tay phải nè, ở chỗ này nhà rất là lớn nha, có ngân hàng, có cà phê, có khách sạn nè. Ở cuối đường Hoàng Diệu giao với Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế, ở đây có hẻm số 43. Hẻm này cũng rất là lớn. Ngày nay quận Tư rất là sạch sẽ, thoáng đãng. Nếu đã lâu rồi cô chú anh chị chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay video clip sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn. À, vô tình chúng ta nhìn bên cánh trái đó là nhà số 42. Là nhà số 42 nè. À, ngay đầu hẻm luôn. Đó, ngày nay thì nhà như là xây lại rồi. À, 1, 2 lầu. À, với lại một sân thượng. À, kế bên thì có nhà số 40 đang đóng cửa, nhà số 38 thì công ty vận tải du lịch. Rồi kế bên nữa thì cũng có mấy nhà mới xây sau nè. Và một hàng hoa ở giữa đường, hoa giấy. Đi tới tí nữa là giao lộ Trịnh Minh Thế. Nếu chúng ta quẹo phải thì sẽ đi về cầu Quay. Và cũng là cầu Khánh Hội ngày nay đó. Mình sẽ đi vào hẻm này ha. Để anh chị xem coi ngày nay thay đổi như thế nào. Có lẽ video này sẽ khá dài đây. Tuy đường xá không dài nhưng mà có nhiều cái để chúng ta xem ha.
con đường mình vừa đi qua lúc nãy nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào hẻm ha, để xem con hẻm này thông đi đâu nha. Em cũng lần đầu tiên đi hẻm này luôn. Chúng ta đi ra đường thôi, đợi xe bắn bắn rồi mình sẽ chạy qua nha. Ngày nay là nhà hàng hải sản biển Rạn Quảng Nam. Hẻm số 42 luôn. Có lẽ hẻm này thẳng ra bên kia là đường Bến Văn Đồn. Hẻm này rất là rộng, hai bên nhà lớn không à. Bên phải thì có cục thuế quận 4. Có cái Thánh An Miếu nữa. Thẳng hẻm này là mình ra đường Bến Văn Đồn. Ủa phải không? Đường Đoàn Như Hài. Xin lỗi anh chị em nói nhầm. Đoàn Như Hài. Bên đây là như là cơ quan nhà nước nè, Hội đồng Nhân dân Ủy ban quận 4 nè. Con đường Đoàn Như Hài ngày nay thì rất là đẹp. Nếu mình sau lưng chúng ta đó là con đường Trịnh Minh Thế. Một đoạn ngắn nữa thôi gửi anh chị và các bạn. Đã đến đây rồi thì mình đi một dọc nữa ha. Và biết đâu trong những hình ảnh này thì các anh chị lại có những hình ảnh quen thuộc của mình thì sao. Đường Trịnh Minh Thế, Nguyễn Tất Thành hướng này ha, đi vài trăm mét nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ quay lại con đường Nguyễn Trường Tộ, đi ra đường Hàng Hiệu và kết thúc video ngày hôm nay. Nhân đây thì em cũng kính chúc toàn thể anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đặc biệt phải cẩn trọng giữ gìn vệ sinh để chúng ta cùng nhau vượt qua cái đại dịch này. Đúng là cái con virus này nó phiền quá, nó làm ảnh hưởng đủ thứ hết trơn. Bởi chúng ta có đi ngang nhà số 70 Nguyễn Trường Tộ nè, và đối diện nhà 70 nè có quán 63 nè, rồi quán phở Hồng nữa. Nhưng mà ngày nay thì đa phần đóng cửa hết. Cô bán mực vẫn còn bán ha, nhưng mà chắc chúng ta hẹn gặp nhau trong video clip vào ngày mai nha. Ngày mai em đi làm về em tiếp tục đi qua quận 4 nữa. Rồi video clip xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn luôn vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại.